Mình vào đây nó có cái nút xe đây này. Mình nhìn thấy màn hình ạ. Có nút xe Đây này. bên này chị Đấy, mình share ở đây nhé. bấm Xong mình nhấn copy link này. Mình để chế độ là anyone with the link. Sau đó là mình để chỗ này là gì ạ? Can edit. Được chưa ạ? Xong mình copy link. Copy cái link này, xong mình gửi cái link. Đấy, sau khi đó thì Huy chỉ cần bấm vào cái link đó là Huy có thể sửa được. đấy. Phương ơi, Phương record lại cái buổi họp. Đang record rồi anh chị ạ. Ok nhá. Đấy thì với cái cuốn sách cuốn truyện của anh team anh Khoa. Đấy thì đầu tiên là cái tiêu đề là lời anh vọng mãi. Rất ok này, hình ảnh rất đẹp này. Thấy chưa ạ? Cái lá cờ ở đây thì là lá cờ Việt Nam sao vàng. Nền đỏ, nhưng ở đây ấy là cái hình ảnh cái xe tăng thì lá cờ gọi là hai màu, nói chung là cũng rất là phù hợp, rất đẹp. Nói chung là cái phần bìa này ok, dựa dựa theo tác phẩm Sống Như Anh của nhà văn Trần Đình Vân. Đó. Chỗ này nếu mà được ấy thì chúng ta đưa vào đây các cái nhóm tác giả, tên nhóm tác giả ở góc nào đó ở bên trên này. Đó, ví dụ như là tác giả. Đó. Sau đó là nhóm tác giả thì bao nhiêu tên thì mình cứ ghi hết vào đây nhỏ nhỏ sống như này, giống như này đấy, bao rộng thế. Tiêu đề cái bìa của cái cuốn truyện này thì bao giờ cũng sẽ có tiêu đề và tên tác giả đấy. Ngoài để ra chị thì có thể có thêm một vài cái thông tin khác nữa đấy. ổn đấy. Rồi nhá. Rồi Nguyễn Văn Trỗi, anh hùng liệt sĩ, chỗ này chúng ta viết hoa đi nhé. Anh hùng liệt sĩ dũng cảm và kiên cường, năm 40, năm 64. Rồi. Ok. Cái đoạn này ấy, thì nếu mà đúng ấy, nếu mà đúng ấy, thì chúng ta sẽ giới thiệu cái bối cảnh trước đó là gì ạ? Năm bao nhiêu đó ở tại cái gia đình ở cái địa bàn địa điểm nào đó, tức là thời gian này đấy, xong đó là địa điểm này, xong bắt đầu mới giới thiệu về gia đình, tức là nó giới thiệu về 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 tổng thể, về về đất nước, về tỉnh, xong đó bắt đầu nhỏ về xóm, xong bắt đầu giới thiệu về con người, được chưa? Đó thì như vậy thì nó sẽ hay hơn, nó sẽ đúng hơn. Trỗi sống trong một gia đình nghèo khó ở huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, giàu truyền thống cách mạng. Mẹ mất trong một trận càn của giặc Pháp, cha đi làm xa, chỗ ở với bác họ. Đấy. Thế thì đây là gia đình của bác họ hay là gia đình của Trỗi? Đấy. Nhá. Rồi cái giai đoạn này, cái hình ảnh này là giai đoạn là năm năm bao nhiêu? Nhá. Đấy thì bao giờ cũng với bối cảnh thì nó sẽ đi kèm nữa, thời gian này, không gian này, sau đó bắt đầu giới thiệu nhân vật chính, được chưa ạ? Ở đây thì mình nhảy vào mình giới thiệu nhân vật chính luôn, cho nên là người ta không biết đây là năm bao nhiêu và cái hình ảnh này nó ở đâu. Đó. Người ta có thể gì ạ? Người ta có thể đoán là ở Điện Bàn tỉnh Quảng Nam đó, bởi vì ở đây có ghi cái địa điểm. Nhưng mà thực ra họ cũng không biết. Rồi. Sao? Làm gì đấy cái gì? Dập ghim ở ngoài kia có rồi, mình mò vào đây làm gì? Ngoài kia có dập ghim rồi cơ mà. Lúc mà đầu tiên vào ấy thì chúng ta nên nên ghi rõ tên họ tên ra, lúc sau mình viết tắt sau. Lúc đầu mình tên là gì? Anh Nguyễn Văn Trỗi, tức là mình thể hiện cái sự tôn trọng. Tất nhiên là mình gọi Trỗi thì nghe nó rất là gần gũi, nhưng đầu tiên khi mới vào ấy thì mình ghi là gì ạ? Anh Nguyễn Văn Trỗi. Đấy, kiểu kiểu như vậy. Đấy.
Hoặc là như này, nếu mà Huy á, thì Huy sẽ chỉnh lại một chút, đó là năm 19 bao nhiêu đó, đấy, tại gia đình của một nhà cách mạng nghèo ở tỉnh Quảng Nam đó, Nguyễn Văn Chỗi khi đó là còn một cậu bé, nhưng mà cha phải đi làm xa, mẹ thì mất sớm và Chỗi phải ở với bác họ, kiểu kiểu như vậy đó, thì như vậy thì nó sẽ hay hơn. Rồi còn ở đây thì thôi cũng là tôn trọng cái phần tác giả đấy. có thể làm sẽ sửa đấy ở đây là thời kỳ năm những thập niên năm 40 50 ạ. Ừ, đấy nhá. Vâng. Thì anh Khoa có đồng ý để cho em sửa không? Dạ thầy thầy sửa giúp tôi thầy. Thầy sửa Rồi. thằng chuẩn thử dạ. Thập niên 40 50. Dạ. Thầy anh chỗ anh sinh năm 1940 rồi. Và anh 15 tuổi anh đi ra Đà Nẵng. Anh sống ở quê từ từ năm 40 đến một năm 1955. Và xong anh ra Đà Nẵng rồi sau này anh đi vào Sài Gòn. Rồi. Dạ. Thêm một cái điều nữa đấy là gì ạ? Với truyện tranh ấy, chúng ta nên viết hoa. Trong các cái truyện tranh, nói chung là phần lớn những cái truyện tranh mà Huy đọc ấy, thì hầu hết là 99% nó đều viết hoa. Rất ít khi mà truyện tranh là viết thường. Anh Khoa nhé. Đấy. Lời thoại thì viết thường thế này. Thường hay không thì nó tùy vào cái phong cách của mỗi người thôi, nhưng phần lớn truyện tranh mà em đọc thì là đều là viết hoa cả. Đấy. Lời dẫn thì có thể thường hoặc hoa nhưng mà thường thường cái Anh lời thoại vẫn thích viết thường đúng không? riêng cái lời thoại riêng cái lời dẫn thì có thể viết hoa được thầy nhưng mà riêng cái lời thoại là hoa còn Không, thầy viết viết hoa thì viết thường hoa hết, thường thì thường hết. à thế à Vâng. dạ thế viết có hoa dễ nhìn hơn anh ạ à? Dễ nhìn hơn để cái này hơi nhìn hơn nó khó anh nhìn anh đọc truyện tranh nhiều không anh Khoa? có thầy trước đây nhưng bây giờ lớn lên thì không nghĩ đâu không đọc vậy nhưng mà xem cũng có xem quá quá mấy cuốn sách truyện tranh của mấy rồi rồi có hoạt động Bây giờ em thử một số truyện tranh nhé. vâng Bây giờ mình có truyện tranh. Rồi, truyện tranh online. Mình bấm thử đại vào một cái câu chuyện đọc từ đầu. Đấy. Đây là chuyện Trung Quốc nha. Đây, viết hoa hết này anh thấy không? Vâng. Tất cả viết hoa hết này. Vâng, thế đi sửa cái khóa đi. Vâng. Chữ giọng nói cũng là viết hoa. Nói cũng là viết hoa. Mà cái dẫn cũng là viết hoa. Thử cái chuyện khác nhé. Thử một cái chuyện bất kỳ này. Đọc một chương bất kỳ. Đấy, đây, viết hoa hết nhá. Đấy. Mình muốn biết đấy như nào thì đầu tiên mình phải đọc truyện tranh thì mình mới biết được truyện tranh nó hay như nào. Nó hay Vâng. hay 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 sử dụng như nào, đúng không ạ? Đấy, cho nên là toàn bộ là viết hoa hết. Ok không ạ? Đấy, còn cái phông phông thì nó không quy định rồi, nhưng mà nên viết hoa nhé. Vâng. Thầy sửa luôn không thầy? Sửa Dạ. luôn thì sửa nhiều lắm, sửa mình cái câu chuyện của anh là nó không 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 đủ thời gian để sửa những chuyện khác. Thầy thôi thì thầy cứ để được tí khóa sửa được thầy Vâng. thầy sửa sửa nội dung cả cái thứ khác còn chuyện chuyện thường có sách khoa đấy để khóa sửa chuyện cũng được dạ. Ok, đấy thì về cơ bản là như vậy nhé. Về cơ bản là em sẽ đi từng cái chi tiết một, sau đó là anh sẽ ngồi anh chỉnh lại nhé. Vâng. Rồi, chứ còn nếu mà em ngồi chỉnh sửa thì nó sẽ mất thời gian của người khác. Thì chỉnh này cũng rất là tỷ mỉ, mà chỉnh từng từng trang một nó rất là lâu. Đấy, nhưng mà về cơ bản là em sẽ đi từng trang một để em kiểm tra. Vâng. Ok không ạ? À, thì thầy thầy trong kho sẽ trở lại cái chữ hóa xong rồi gửi lại thêm một lần nữa nhỉ. Rồi, ok anh. Dạ. Anh sửa luôn trực tiếp trên file này, em có thể em xem được luôn Vâng. nhé. Sửa trên file này Rồi, luôn nhỉ. sửa trên file này luôn. Ok, thì trang tiếp theo này. Chỗi lớn lên và tận mắt chứng kiến khổ đau bất công do chiến tranh xâm lược gây ra. Cái đoạn này thì em có một cái ý tưởng như này nó hay hơn. Thầy cứ bằng gian gọi giúp ạ. Và
tức là mình giống như là kiểu văn tường thuật, văn kiểu văn xuôi ấy, thì nó sẽ không hay, mà mình sẽ đưa thành câu chuyện, anh hiểu không? Mình đưa thành câu chuyện. Em nói ví dụ như này nha, đó là năm bao nhiêu tuổi đấy, năm bao nhiêu tuổi đấy, chỗ chứng kiến quân Pháp hoặc là quân Mỹ phá làng của mình, tức là nó gắn liền với cái trải nghiệm của cụ thể đấy, một trải nghiệm cụ thể. Mình có thể gọi là dựa trên những cái tài liệu lịch sử, hoặc là mình có thể hư cấu lên một chút, tức là nhìn thấy cái cảnh mà xe tăng nó càn quét vào trong ngôi làng của mình, rồi những cái nhà bị cháy như thế nào, rồi cái người dân đau khổ như nào đấy, và từ đó thì anh mang một cái lòng hận quân Mỹ hoặc quân Pháp một cách sâu sắc. Đấy. Ông này thì là năm 40 thì lúc đấy là quân Mỹ rồi, đúng không ạ? Đấy thì có một cái gọi là câu chuyện, có một câu chuyện, một cái hình ảnh, một cái trải nghiệm cụ thể, đó là khi trỗi 16 tuổi đấy, trỗi chứng kiến quân Mỹ đổ bộ vào ngôi làng của anh và đã phá hủy toàn bộ ngôi làng, toàn bộ gia đình anh phải ly tán, rồi đau khổ, rồi nhà cháy, rồi người chết đấy, và những cái hình ảnh đó khiến cho anh không thể nào quên được đấy, và nó làm cho anh thay đổi một cách sâu sắc, và cái lòng căm thù giặc Mỹ nó nở lên từ đó đấy, kiểu kiểu như vậy. Dạ thì nó chi tiết hơn, nó có những cái hình ảnh chi tiết hơn, thì nó sẽ bộc lộ được cái kịch tính hơn. Đấy, còn nếu mà mình kể đều 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 là anh ấy chứng kiến khổ đau bất công thì nó hơi đều đều quá nhá. Cho nên là chỗ này ấy, thì mình có thể là đưa thêm những cái từ nó cụ thể này, mang tính hình ảnh hơn này nhá. Em nói ví dụ nhá. Đó, ví dụ rồi. Chỗ này là em cứ để nguyên đây nhá. Em để bên cạnh này nhá. Đấy. Rồi. Em làm cái nữa nhá. Năm. Rồi. Năm trỗi 16 tuổi. Đấy. À, anh chứng kiến. Đấy. Một trận càn quét của quân Mỹ vào Quảng Nam, nơi anh và gia Thực đình ra cái thời kỳ này là thời kỳ là nhập Pháp anh thầy ạ. Thì năm 15 tuổi là năm 55 là anh ra Đà Nẵng rồi. Thì thầy trang web của Nhật Pháp có thể hình ảnh này nó chưa phù hợp lắm, có thể thay đổi. Sau đấy mới nhập Mỹ. Vâng, có thể thế. Bây giờ thằng đang là dùng nhập Pháp chủ yếu khi mà ở quê định mang. Còn năm 15, năm 1955 anh ra Đà Nẵng rồi. Năm tư mình bắt đầu mình bắt đầu cùng Mỹ. năm 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 là mà là Mỹ rồi chứ anh, năm tư là Pháp đã rút rồi mà. Dạ đúng rồi, năm tư năm 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 thì năm năm đã ở Đà Nẵng, anh trội ở Đà Nẵng mà ở Quảng Nam nữa. Mà năm đấy 55 tuổi anh ra Đà Nẵng rồi. Thế thì Anh bây ra giờ Đà Nẵng. mình cho là 10 10 13 tuổi đi. 13 tuổi thì ở lúc lên 13 tuổi thì nhập Pháp, nhập Pháp đi ca hết Thì Mỹ. giặc Pháp cũng được. Vâng, nhập Pháp. Đúng Có chưa? thể cái xe tăng này nó cũng phù hợp với cái nhập Pháp, có thể thay đổi lại. Xe tăng này lại dính sang Mỹ rồi. À, đúng rồi, xe tăng Mỹ mất rồi. Sẽ đổi lại. Thế thì mình cho là 16 rồi sang qua sang Đà Nẵng, vấn đề gì đâu. Được, cũng được, cũng được. Một năm Đà Nẵng như đây, Đúng nói không? chung Thì vào mình khoảng gặp vào một năm Đà Nẵng cũng được. nhá, Quảng Nam Đà Nẵng hoặc là gì ạ? Quân Pháp, quân Mỹ rồi đúng không? Quân Mỹ càn quét quân Mỹ vào Đà Nẵng. Đấy. Anh nhìn thấy cảnh cảnh những ngôi nhà bị cháy
nhiều người chết, nhiều người chết, rồi là gì ạ, nhiều gia đình ly tán đó. Thì có thể sẽ phải chia cái trang này phân thành thành nhiều cái cảnh nhỏ thôi. Đúng rồi, nên thế, nên chia ra đấy ạ. Đấy. Điều này làm ảnh hưởng sâu sắc tới tới gọi là gì ạ, lòng căm thù của anh. Điều này làm ảnh hưởng sâu sắc tới gọi là suy nghĩ. Suy nghĩ hoặc là tương tự gì đấy. Tới anh và khiến lòng căm thù giặc Mỹ của anh ngày càng lớn đó. À, như thế này là đội sẽ sống qua hai 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 hai, hai, hai thời kỳ để cả Pháp và Mỹ, cho nên nếu nếu cũng được thì mình có thể đưa cả cả Pháp cả Mỹ hay hơn. Thực dân, thực dân căm thù thực dân Mỹ Pháp, Nước Pháp xâm lược, Mỹ Pháp thực xâm lược, dân xâm lược nói chung nhé, xâm thực lược cận dân kề, xâm lược xâm lược Pháp Mỹ nước xâm lược. đó, thực dân xâm lược nhé. Đấy. Đấy, kiểu kiểu như vậy được chưa? Đấy, và có thể là mình sẽ cho đây một cái bong bóng chữ vào thì nó sẽ đẹp hơn nhé. Đấy, trông nó Vâng. ấy hơn, và không cần phải mờ quá đâu, không cần mờ quá đâu, mình để nó nét đi đấy ạ, để nó nét đi, nó che đi một số cái hình ảnh cũng được, không sao nhá. Đấy thì cái cách để làm tạo chuyện nó là như vậy đúng không Vâng. ạ. Đấy, và ví dụ như là cái ảnh này thì nó hơi hơi sắc quá, nó hơi chế độ nó hơi sắc quá, mình cho tối đi một tí, nó mix với cả cái hình nó hơi xanh xanh một tí. Đấy, nó hơi xanh lá với cái hình này, tổng thể nó hơi xanh lá thì mình mix Vâng. cái mô hình này nó sang xanh lá một tí thì nó không bị lệch tông Vâng. nha. Mình cảm ơn. Đấy, ví dụ Cái này như cái sẽ đánh sẽ quá sẽ cho thêm mấy cái cảnh nhà đục nhà chạy các thứ qua được mình phân phân ra phân nhỏ đúng ra. rồi, mình phân nhỏ ra cái thành 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 hai trang nhá, Vâng. thêm một cái cảnh mà gọi là làng bị cháy nữa đó. Vâng. Có thể là mình cho một cái cảnh của làng chạy lên Nhật Pháp đốt còn nghĩ sẽ tăng lên Nhật Mỹ sau cái thời hiện đại nữa được xong hai cảnh hai có qua hai thời kỳ có thể mình Đấy. tổ chức thêm thời gian. Đó. Vâng, cảm ơn thầy nhé. Trời ơi, em đi đâu vậy? Bỏ. Em đi vậy chỉ bỏ xác thôi, về nhà anh chị em đi em, anh em giao cháo có nhau. Đấy, 15 tuổi ra Đà Nẵng sống với anh họ, tự kiếm việc nuôi thân gia đình, anh chị nghèo túng lại đông con, không muốn làm gánh nặng của anh họ, trỗi trốn vào Sài Gòn. Đấy. Thì nếu mà mình muốn cái này người ta đọc trước ấy thì mình đặt lên trên này. Mình đặt lên trên Vâng. này. Thì làm sao ạ? Họ sẽ đọc cái phần này trước và họ đọc cái phần này sau. Nếu Vâng. không họ đọc cái này trước, họ đọc cái phần này ấy, thì họ không hiểu gì cả. Đúng không ạ?
Đấy. Vâng. Mình để cân này, để cái chế độ agreement này, mình để cân hai bên nhá. Mình để Vâng. cái element này. Đó. Thì họ sẽ đọc cái này này. À, về nguyên tắc khi mà làm ấy, nó sẽ đọc từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Cho nên là gì ạ? Cái nào ở bên trên họ đọc trước, cái nào bên trái, nếu mà hai cái mà ngang hàng nhau thì họ sẽ đọc cái bên trái trước. Đấy ạ. Nhưng nếu cái này ấy, mình đặt xuống dưới này thì họ sẽ đọc cái bên này trước, là lợi cái này ở bên trên, đúng không ạ? Cái bong bóng chữ này bên trên, cái này nó ở bên dưới, mặc dù nó bên trái nhưng nó ở bên dưới. Cho nên là gì ạ? Nguyên tắc là từ trên xuống dưới, từ trái sang phải. Và cái bong bóng chữ ấy, là mình dùng một cái màu thôi. Đấy, mà thông thường người ta dùng màu trắng nhá. Thông thường mình dùng màu trắng. Đấy. Nhá. Không phải là mỗi một cái mình dùng một màu như này này thì nó lại khó đọc. Đấy, mỗi cái nó thấy có màu khác nhau. Đấy, thì nó khó mà mình sẽ gì ạ? Chung một màu thôi nhá, anh nhá. Nó thống nhất, nó có sự thống nhất. Vâng. Rồi. Còn đọc đây. Đây đây được khoa sẽ lấy cái màu nó điệp được cái màu một cái bên cạnh nó sẽ được sửa lại một đằng hết. Thì Rồi, cái này thầy thầy còn khỏi khỏi sửa được khỏi sửa cũng được thầy mất công thầy. ok, thì tí nữa anh sửa lại nhé. Vâng. Rồi. Cái này mà anh muốn chuyển sang chữ hoa rất là dễ, anh chỉ nhấn vào đây phát lên thành chữ hoa hết Đây luôn. ạ. Dạ. Được Ờ, nhưng chưa? mà có thể chọn lại cái phong khác nó phù hợp không không Đấy, không được chưa? Ok. sẽ kiểu kiểu phong nhỉ. Đúng rồi. Rồi, ok nha. Rồi, tiếp tục này. Không chỉ gây không tí hóa cho gì rồi Cái này nếu mà được ấy thì anh thay cái mặt này, nó hơi hơi lệch tông quá. Cái đoạn này này. Đấy, vâng thì nó hơi lệch quá. Hơi lệch dạ quá. Thì chỗ này là mình biết là em biết là cũng là rất là cố gắng, rất là nỗ lực mới ra được cái hình này rồi. Nhưng mà nó hơi lệch quá. Đấy, thì có thì thể là mình chỉ cần vẽ cái gọi là cái chân đạp xích lô thôi, cái đạp xích lô mình chỉ lấy cái chân thôi là người ta cũng hiểu rồi, không cần màu không cần mặt không cần mặt thật vâng cần đấy. cần sáu Không cái cần mặt sáu đấy, thì đấy là cái mẹo khi mà chúng ta vẽ cận cảnh ấy, thì người ta chỉ cần nhìn thấy cái tay cái chân thôi là người ta đã hiểu rồi nhá. Đấy. Rồi ở trong này nhá. Đạp xích lô này. Nhờ một người bác họ xin cho nghề thợ điện sống tạm ổn với nghề thợ điện với các xưởng. Ok. Đấy, cái này nó phải cho nó vàng hơn. Nó cùng với tông màu này nó phải cho vàng hơn. Đấy, thấy chưa? Nó vâng tông vâng màu hiệu nó quả vàng ấy, thì nó hợp vâng hơn. vâng thầy hợp lý đẹp nhỉ Anh thấy không? Đây nhá, cái tông này nhá. Bây giờ mình chỉ đổi sang cái tông này thôi. Này. Đấy, nhìn thấy nó hợp lý hơn, nó khớp với cả khung hình hơn. Rồi. Đấy, tự nhiên có ông này đứng ở giữa chỗ này nó hơi bị lạc quẻ này. Đấy, mình đồng ý là mình cho người vào đây, nhưng mà mình phải edit nó đi tí để cho nó đỡ lạc quẻ. Cái thứ nhất đấy là gì ạ? Cho nó mờ đi này. Đây là người nó rõ nhá, mình cho mờ đi một tí này, bởi vì tất cả những người đấy đều rất là mờ. Anh thấy không ạ? Những người này Vâng. họ đều rất là mờ, cho nên mình phải cho mờ đi một tí này. Đấy. Cái thứ hai nữa là mình cho nó màu nó hòa trộn vào một chút. Đấy. Đấy, anh thấy không ạ? Vẫn nhìn thấy lý mỹ ở đây nhưng mà nó rất là khớp. Vâng, hợp lý ngay kìa. Nó hợp lý luôn đúng không ạ? Vâng. Rồi, những cái đồng chí này anh thế này, đồng chí này là muốn khớp này. Mình chỉnh lại cái màu một chút thôi. Đấy. Mình chỉnh lại cái màu sao? Đấy, cái màu này nó khớp luôn với cả cái màu tổng thể này. Đúng không ạ? Đấy. Thì đã thằng này nó chỉnh cái màu, thằng này là chỉnh cái màu mid. Thì thằng này cũng chuyển sang màu mid thì nó tự động nó khớp luôn. Đâu rồi? Này. Đấy, tự động khớp luôn. Đúng không? Thằng này cũng sang màu mid.
sang cái mít này này đấy, bây giờ Ừ. thì tự nhiên trông cái bức tranh là nó khớp với nhau luôn, nó không bị ấy nữa, nó không bị Không, làm không để ý lắm cái này. đấy. Dạ, Rồi ví dụ xong như cái cái thằng này, này á, xong này. cái thằng này nó rõ quá, mình lại cho nó mờ đi một tí, nó có phần bơ này, Vâng. mình cho nó mờ đi một tí, đây là rất rõ nha, nó rất sắc nét nha, nhưng mà tổng thể cái bức tranh này nó lại không như thế thì mình cho mờ đi một xíu nữa. Đây Dạ, là anh. mờ quá này, mờ đi xíu thôi, đây là nét này, mờ đi xíu thì nó hợp với cả cái bức tranh, nó quyện với cả cái bức tranh luôn Vâng. đấy. Cái này phải tinh chỉnh, thậm chí những thằng này cũng thế, tinh chỉnh nó mờ đi một tí thì nó sẽ phù hợp với những thằng khác đấy. Thằng này đôi khi mình cũng phải cho mờ đi một tí, bởi vì những cái tranh phía sau nó rất mờ đấy. Đấy thì nó sẽ khớp hơn. Đây là cái thằng đứng sau này nó mờ này đấy, thằng này mà nét quá nó nhìn vào phát nó lộ, dễ lộ. Chọi liền nhỉ. Đấy, phải tinh chỉnh, nó gọi là tinh chỉnh, nó là như vậy, chỉnh từng tí một xong rồi kiểm tra. Đó. Vâng. Đấy. Rồi. Rồi, cái tay này cũng thế này. Mình cho nó khớp với cái màu này, cái này nó cái nền này nó màu xanh này. Anh thấy không ạ? Cái nền màu xanh này. Đấy, cho nên tay nó phải hơi có ám xanh một tí này. Đấy, như là thằng này lại xanh quá nhá. Xanh quá là mình giảm đi một Sao tí. Đây là bình thường là không chỉnh nhá. Đấy thì chỉnh nếu mà xanh quá cũng không được. Đấy, nhưng mình cho nó ám xanh lên một tí này thì nó lại rất khớp luôn. Nha. Đấy. Bình thường này. Chỉnh vâng. xanh quá này. Giảm đi một tí này. Đấy. Được. Thì nó khớp với cả cái hình ảnh, khớp với cả cái ánh sáng của cái khung hình đó. Đúng không ạ? Rồi, mấy thằng này cũng thế nhá. Đây là thằng này này, thằng này là màu màu vàng, thằng này màu xanh. Làm sao khớp hai thằng này với nhau? Thì cái nền của mình nó là màu gì ạ? Màu tối, đúng không ạ? Cái nền của mình là màu tối. Thì lúc đấy làm sao ạ? Mình phải đưa vào cái thằng này ấy, nó phải gì ạ? Nó phải màu tối. Màu nó phải tối đi, mình vào adjust này. Mình chỉnh này. Độ tối nó là tối đi một tí. Nó không thể sáng này được, đúng không ạ? Nó phải tối đi một tí đấy, nó phải hơi tối đi một tí đấy, kiểu kiểu vậy. Đấy, chỉnh tối đi một tí thôi là được. Vào phần adjust này nha, và chỉnh cái brightness này, chỉnh tối đi một tí cho nó gì ạ? Cho nó khớp với cả cái hình cái thằng này thế này, cái thằng 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 cảnh sát này thế này. Thằng nào mà nó sáng quá thì cho tối đi tí Con nữa sắp xuống rồi. đấy, cái thằng cảnh Lên sát này thế lầu. này, nó tối đi một tí thì nó hợp lý hơn đó, Vâng. được chưa ạ? Thằng này thì cho nó hơi ám sang vàng một Vâng. tí. À không, thằng này xanh là được rồi. Bên này có hai lực lượng quân cận và một lực lượng cảnh sát. Ok, đồng ý. Dạ. Đồng ý. Mình hợp với cả cái màu của cái nền ấy, xem cái nền của mình nó đang màu gì đấy, cái nền của mình nó đang Màu 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 xanh là xanh sậm này, xanh tối, xanh sậm đấy, xanh tối. số xanh sậm xanh tối đây này, Dạ. em đang tìm cái màu nào nó phù hợp này.
ở đây tự tay tự tự luyện đọc. Cũng có thể Đấy, cái màu này ok này. Nó khá khớp này. Real này. Đấy. Đấy. Dạ. vâng, Trông nó hợp lý khớp hơn nhá. độ hợp lý liền nhỉ. Rồi. Đấy, thằng này thế này, thằng này nó đang bị lệch tông so với cả những thằng khác này. Đó. Thì ví dụ mình lấy thằng này làm chuẩn thì mình chỉnh những thằng khác theo cái tông này. Đấy. Đó, chỉnh thằng khác theo tông này. Cái thằng này tay nó đang bị tay bị xoắn thì mình nhẹ lùi nó ra phía sau này. Cho nó không nhìn thấy cái tay. Cái khuỷu tay này mình nhìn thấy nó bị xoắn này. Mình lùi ra lấy cái mẹo thôi. Mình lùi ra phía sau này. Đấy ạ. Thằng này mình lùi ra đây để mình che cái tay của thằng này. Được không ạ? Có thể lấy ông này làm đúng màu được thầy, là phù hợp với màu phong phong đèn ông Đấy. thầy đang chỉnh ạ. Thì cái thằng này ấy, là anh cho nó xuống dưới một tí. Đấy, thằng này cho bé lại một tí. Dạ. Thằng này cho to ra một tí thì nó sẽ có cái độ gọi là độ 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 3D. Đấy, cho bé lại một tí. Thằng này ngồi xa nhất mà. Cái chỗ nó ngồi xa nhất thì nó là cho bé lại. Đúng ạ. Mấy thằng này ở gần hơn thì nó to hơn, nhưng mà nó sẽ có thằng cao thằng thấp. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, thằng này tay nó xấu thì mình lấy cái vai thằng này mình che đi cái tay của thằng này. Được không ạ? Bị sống Đấy, thì anh nhìn đến bây giờ nó hết hết luôn. Mình ok. không không còn thấy phát hiện ra cái lỗi xoắn tay của hai cái tay thằng này đều bị xoắn này. Hai cái tay thằng này đều bị xoắn thì mình tìm cách mình che thằng này đi. Xong rồi che thằng này đi. Thì đâu ai phát hiện ra đâu. Đúng không ạ? Rồi. Bây giờ ông này là gì ạ? Là nếu mà lấy tông mấy thằng này là gốc ấy, thì ông này đang bị lệch này. Được chưa ạ? Ông này tay cũng hơi xoắn tí, mình che đi tí này. Rồi. Bây giờ mình xem lại cái màu nào nó phù hợp này. Đây. Có màu xanh xanh đấy nhỉ, Đấy. hơi xanh cơ, hơi xanh nhỉ. Nó hơi ám xanh một tí. Hơi ám xanh một tí. Ở cái màu này cũng được. Để cho trong blue tí nữa. À, cái màu này rồi. Đây. Đấy. Đấy, hơi ám xanh tí, như vậy là cũng ok rồi. Đó. Thì là trông nó khớp hơn rồi đấy. Đúng không? Trông khớp hơn không? Đấy. Rồi. Rồi, tiếp tục này. Đây, cái cô này ấy, cái màu nền này nó hơi hơi màu cam này. Đấy, hơi cam một tí này. Thì cô này cho cô ấy hơi mờ đi một chút. Mờ đi một chút. Đấy. Rồi. Xong chuyển sang cái màu nó hơi cam cam. Đấy, thấy chưa? Thằng này cũng thế này. Thằng này cho nó màu nó hơi cam cam đi một tí. Đấy. Được chưa? Trông nó khớp với cả cái nền. Hoặc không mình phải chỉnh nền. Không đi chỉnh Vâng. nền. Đó. Ví dụ như là cái thằng này tổng thể nó màu hơi cam này. Nó sang đây nó màu nâu này. À, cái này nên bớt này, để trong điệp về hợp với cả cái cảnh khác, cái cảnh là tự nhiên nó chói quá. Không, Nên bớt đi. nó phải phù hợp chứ. Không Đã. phải ý là khó là nghĩ là mình chỉnh lên trước xong chỉnh nhân vật sau.
đúng rồi nên hơi sáng, đấy, thì cái nên đằng phải này là là mình chỉnh nó màu hơi cam cam đi tí này thì nó khớp với cả khung hình này, nó khớp với nhau, chứ thằng này nó lệch tông quá lại không được, đúng không ạ? Đấy nhá, đấy rồi mới cái này như thế này. Đấy, cái cảnh này thì mình cũng phải chỉnh đi, nó tông nó phải nhòe đi một tí, nó hơi xanh xanh một tí đấy, được chưa? vâng. Đó thì nó khớp ngay. Thằng này, hai thằng này thì thằng này cũng phải cho nó ám xanh một tí. Tundra, mình để chế độ là Tundra đi. Đấy, thấy chưa? Anh thấy không? Chỉ cho đúng vào cùng một cái tông màu phát là trông nó hợp lý ngay. Vâng. Đấy, thằng này không biết là phông gì đây. Đấy, thằng này Tundra này, thấy chưa? Đấy. Rồi. Đấy, hai thằng này nó đang không không hợp tông nhau này. Thằng này thì ok này, thằng này thì nó nền nó hơi nâu nâu này, hơi hơi xám xám này, thì thằng này cũng phải chuyển sang chế độ xám xám một tí. Thằng này là Tundra thì lại không hợp lý này. Đấy, thằng này là Astro này. Đấy, thằng này thì cho Astro xem. Thay đổi thử cái ông thứ nhất có bên 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 phải xoay xoay lật 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 người lại xem có phù hợp không. Thế nào à? Ông thứ nhất ông đầu này ông bên bên trái lật qua bên phải lật lật lại nó qua phải đấy nó phù hợp không, giống cái thể đứng này nó cái hướng nó không phù hợp cho kéo qua bên phải nhỉ, rồi rồi như thế được rồi, kéo qua bên cái phải nó dơi trội quá kéo sang bên này hả? Dạ phù hợp không, vẫn trội ra giữa ở cả cái ba không được nguyên cả cụm này luôn. Quá phức tạp, quá kinh. vâng. Một cái nhìn rất ghét nhiều cái thứ quá rồi. Cho lên lên trước lớp rồi, ok. Đấy, cái thằng này này, cái thằng này là cũng cũng tận lệch tông này. Thằng này bị lệch tông này. Nó chỉnh nó chỉnh từng cái thằng này một này. Chỉnh được mỗi cái miệng này. Này nó bị lệch tông rồi. Tông nó bị lệch hết rồi. Đấy. Mấy cái cảnh phía sau này mình chọn cái màu là nó ấy thôi. Đây 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 nổi. Đây trời. Sao nó không không chỉnh được nhỉ?
Đúng là nên vẽ chúng là suy hình không nó không phải lẽ không phải ghép. À, đây rồi rồi. Rồi. Hiểu rồi. Document photocolor. Cái này phức tạp quá. Cái này phải phải ghép cho con tàu tàu cho nên tàu mãi cũng không được như như ý này này phải ghép nhiều nhiều hơn nó để thể hiện cái vòng phong 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 đá tấn nó nhiều cái dụng cụ đá tấn nhiều nhiều từ cộng quá thành nó là trong mình này nhiều từ cộng quá thành nhiều quẹn vậy được cũng mình chú định. Đây đang đang sao để chỉnh được cái màu thế này nhỉ? Chỉnh được mỗi cái viền này. Chỉnh cái viền này. Nếu mà chỗ này ấy là toàn Đó, bộ nhỏ lại tí nữa tập đi cho rồi nhỏ lại chút. khó. À, phết nhỉ. Cho lên trên. Mà lý nên là thì những cái lá lá lớn lá Được chưa? nhất lớn Đấy, ok hơn không anh? dạ dạ Đấy. ba cái gạch thì ba cái gạch này là như được được hiện tượng nhân nó chữ lá lá ép to ba cái gạch gạch vừa rồi thành à, ba cái này Đưa đây à? là đưa được đưa trước mặt và sao Đây hả? Chứ ngoài chỗ hả? rồi rồi còn cái điều hỏi là của ông cảnh sát. Đấy gì ạ? Dạ dạ có hợp lý không hay cần hay là bỏ đây hay là bỏ ra Cũng được, không quan trọng. Nghe được chưa anh? dạ được rồi dạ dạ được rồi. Để trong mơ thì cũng được ba cái gạch trong mơ cũng được mơ thì Rồi, đấy, đại khái thế nhé. Hai ông này vẽ nó lại không khớp lắm.
Được rồi đấy. Đẹp. Đẹp rồi. Cho bé đi. Cho xong rồi. Quay sang. Cái câu thoại này là có trước anh đúng không? Câu thoại này là đọc trước đúng không ạ? Câu này mình ấy mình cho xuống dưới đúng chưa? Ý thứ hai đúng không? À, thằng này thuyết phục không nghe, thế là đoạn này phải đọc trước đúng không ạ? Rồi ok nha, cái đoạn này mình cũng phải chỉnh này, màu này lại phải chỉnh cái màu này. Chưa đẹp lắm. Rồi, cái thằng đứng phía xa này nó phải mờ đi một tí. Riêng cái thằng ở xa bây giờ nó cũng phải mờ hơn, nó không thể nét được, nó phải mờ đi một tí. Còn một cái cạnh khác thôi, cạnh thì chỉ đứng ở ngoài cái cọng sắt, ngoài người vào nhìn trượt cái anh trội. Một cạnh khác đó, là phân trang ra phân cạnh. Đấy, nó thế này thôi. Được chưa? Chứ còn tự nhiên nó cái mặt nó to quá, nó không không hợp lý, nó không khớp. Mà không khớp với cả cái song song sắt kia này. Được, cũng không sao, chấp nhận được. Vẫn chấp nhận được. Đây có thể vẽ lại chỉ chỗ chỉ quyết này tính thật.
thằng này có tác dụng gì đâu. Trên là thể hiện cái người trên hành lang đi đến từ trong này ra đi trên hành lang đến thôi, họ có thể bỏ được, Nó không có ý nghĩa nhiều. Đang cận cảnh vào hình hình đồng chí này. Đấy. Đấy. Thôi bây giờ nữa. Vâng. Đây, đồng chí này cũng đang bị lệch tông. Mấy người lệch tông hết cả. Tông này nó sẽ hơi xám xám. Đấy. Này bây giờ nó xám xám à. Thằng này là tông gì? Gen. Thằng này phải cho tông gen. À, không được, thằng này gen thì không được. Đấy. Theo là hơi đấy. bị giảm thì hôm giảm cái nét trộn chỗ hơi bị giảm cái nét 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 rồi. Vớt giải thì cho mấy thằng này nó mở đi. Cái đoạn này là nó cả một câu đúng không? Câu thoại ấy, câu vấn trần trội phát biểu Nhưng sao sao có mỗi một chữ này? gì Sao có mỗi đoạn ngắn như này? Câu tiếp theo của nó là gì? để xem lại đây, xem lại xem bổ sung Vâng. này Đại khái là như này nhá. Khi mà anh gửi cho người ta đọc ấy thì anh không có cơ hội để anh giải thích nữa, đúng không? Vâng. Cho nên là nếu như mà anh không làm cho người ta có thể đọc, người ta hiểu được, mà anh cứ phải có mặt ở đấy để anh giải thích cho người ta ấy, thì nếu là anh fail rồi. Anh hiểu chỗ này không? Tất cả những cái thông điệp nào anh muốn truyền tải ấy, thì anh phải truyền tải hết vào câu chuyện, để người ta cầm câu chuyện người ta đọc, thì người ta đơn giản là người ta đọc những cái chữ ở trên cái câu chuyện đấy thôi. Câu đấy thì ngủ ngắn đấy thôi, thế chắc là thế thôi, không dài hơn nữa đâu. Vâng, đấy thì làm sao để họ hiểu được. Đấy. Còn anh đọc xong rồi anh lại phải thêm vào những cái từ ngữ mà ấy nữa thì đấy nó không phải là truyện tranh nữa rồi nhé. Họ thấy được cái ngoài cái câu dẫn của mình cũng cho cái phong cho nên nó cũng có cảm nhận có thể. Đúng rồi, câu dẫn này cho nền trắng hết anh nhé. Vâng. Có thể cho mờ hoặc không mờ cũng được này. Đúng rồi, mở cũng được, không mở cũng được. Nói chung một cái ấy. Thế này chuẩn giúp cho cái nền của mọi người bé bằng bảo đấy, nền màu nền màu tông màu hơi thủ. Sao anh chuyển cho nó màu sang nó màu xanh tí là được mà. Vâng. Nó sẽ bởi vì cái tông màu cả cái chuyện của anh ấy là tông màu nó hơi xanh xanh, nó không Vâng. giống cái tông màu của em là nó hơi vàng vàng, thì mình để một cái tông màu chung ấy thì nó sẽ dễ hơn. Đấy, nó sang xanh xanh này thì nó khớp với cả cái ảnh cái trước cái sau nó khớp nhau kiểu như vậy. Đấy, cái thằng này như thế này, mấy cái thằng này nó không khớp với cả cái hình bên cạnh. Đấy,
rồi mấy cái nhà này như thế này, cái nhà này là nền. Cái nền này mình cũng cho về một cái tông màu nào đấy. Đấy. Xong rồi chỉnh tất cả mọi thứ nó về cùng một cái tông đấy thì nó sẽ khớp. Cái đoạn này nhá thì nó sẽ đọc từ trên đọc xuống này. Đấy nhá, từ bên trái này, anh còn muốn điều gì nói chưa hết không? Sau đó nó nhảy sang bên này nó đọc. Đó, xong nhảy xuống dưới đây nó đọc. Anh hiểu cái này không? Đấy. Cái thứ hai đây là ví dụ như là cái thằng này là cái thằng thằng hỏi đầu tiên. Thì không phải là anh dùng cái đen đen này nó em tưởng là cái gì đấy. Thì anh vẫn dùng cái câu thoại, cái lời thoại đây. Ở đây anh đang dùng cái thằng này, anh copy đấy, chỗ này là, cái nghĩ của cậu bé này, đúng không ạ? Nghĩ là cậu bé này thì nó không đúng, đúng chưa? Cậu bé này không thể nào nghĩ được như thế được đấy. Chỗ này thì anh làm câu thoại ở đây. Đấy, được chưa? Bảo phóng viên hỏi này. Để cái đội xa cái môn quân đội thêm được sao thầy? Bị cắt rồi, bị cắt rồi. Sao nhỉ? Không, thầy do thì cắt cái đó. Thầy ấn ấn đu lại đó. Không có Đang bị cắt ạ. cắt cắt. Nó kiểu vậy nhé. Kiểu vậy. Cái này nó không phải là bubble. Đấy, do thằng này nó hỏi đúng không? Đấy, mình không dùng kiểu này. Được chưa ạ? Đấy, xong bắt đầu là chỗ này là purple speak. Đây, mình cho này vào. Được chưa? Xoay đây một tí. Đấy, không xoay cũng được. Được chưa? Ở đây có hai người hỏi, một phóng viên hỏi là anh còn điều gì muốn trước lúc chết, còn thứ hai là ông cha cổ định rửa tôi với anh, Thế tại sao lại không có cái câu hỏi của ông cha cố? cha cổ không hỏi ông định rửa tôi với ông không hỏi, ông định rửa tôi thì không thì ông định rửa tôi với ông không hỏi à, thì anh trợ anh rồi vào tôi không kể của tôi, không phải là tôi là kể của tôi là phòng mình. Ông cha cổ không hỏi, phóng viên mới hỏi thôi. Nhưng mà lại không có ông cha cố ở đây. Đấy, hơi cái này hơi mặt tăng cho mình. Hay là có thể bỏ đi thầy, bỏ đi cho hợp lý. Không có ông cha cố ở đây thì làm sao mà anh điều hướng để khán giả họ biết là có cha cố ở đây. Vâng, có thể đi ra bỏ thành đâu kể của tôi phần là tôi chứ. Là À, kể anh của tôi không anh phải. đâu xuất hiện lúc đấy, anh đâu xuất hiện để anh Vâng, giải dạ. thích cho họ ở đâu, đúng không? Hoặc là phải làm một cái cảnh khác. Hoặc làm cảnh khác nhé, làm cảnh khác. Làm cảnh khác có thể làm cảnh khác hoặc hoặc là thôi đều thể cũng cần thiết cũng thôi Ông Nguyễn Khánh này là ông nào đây? Người Khánh ông tổng thống ở thời đấy đó anh à, Nhưng thấy mà người đọc người ta có biết không? Đoạn trên câu chuyện này anh có nhắc gì đến ông Nguyễn Khánh không?
Thế sao biết được là ông Nguyễn Khánh là tổng thống? Cái lời lời hô quán là lời lời hô cái lời hô quán lúc lúc đấy như thế hiện tại là ông mình không biết là nên giải thích như thế nào về khánh là tổng thống của thời kỳ đấy tổng thống Mỹ. Thế bây giờ việc của mình là làm sao để truyền tải được thông tin cho khách, cho người nghe. Bây giờ lời của anh như thế rồi, thế bây giờ mình có cách nào đấy để mình giải thích không? Có thể làm một cái cách nhỏ mà nên là làm cách nhỏ này hay là trình bày đi phía trước Hoặc là hoặc là đảo đảo Tổng thống Nguyễn Khánh cũng không được đúng không? bởi vì trích 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 nguyên văn này anh rồi anh không không gọi anh gọi tên nhé không gọi tổng thống. Tất nhiên là anh sẽ không gọi tổng thống, đấy là tổng thống của mày với tổng thống của tao đâu mà tao gọi. Vâng, rồi. Có thể là cái phía trước mình làm có cái cảnh nào đấy mà nó liên quan đến tổng thống người khác Đúng rồi, anh có một cái cảnh nào đó mà xuất hiện ông tổng thống Nguyễn Khanh ở bên trên ấy, tức là trên cái này ấy, thì có một cái đoạn bên trên đấy là gì ạ, tổng thống Nguyễn Khánh là gì ạ, là ra lệnh là xử chém thằng này, xử bắn thằng này. Đấy, nói một câu xong đó anh ghi bên dưới đây là tổng thống Nguyễn Khánh, tức là gì ạ, là có một cái người xong đó anh nói rằng là gì ạ, xử bắn nó cho tao. Đấy, kiểu kiểu vậy. Vâng. Xong đầu mình ghi ở đấy là gì ạ, là tổng thống Nguyễn Khánh ở bên dưới là giới thiệu nhân vật ấy. Đó. Được chưa ạ? Cái đoạn này rất là hay này. Cái đoạn này rất là hay này. Cái đoạn này cô giáo này không khớp lắm nhưng mà thôi được rồi. Ok. Cái này mình cái nền mình cũng không không nên mở quá nhé. Nó nói là cái nền không nên mở quá, cái nền nó nên nét hơn. Đấy, cái nền này bình thường nó đã mờ rồi, nó còn cho mờ nữa. Để, bởi vì là sao ạ? Nếu mà anh để mờ ấy, chữ nó rất khó đọc. Đúng không ạ? Anh để cái nền mờ chữ khó đọc lắm. Mà khi mà chữ khó đọc người ta khó chịu lắm, người ta đọc chữ nhiều mà. Làm mà thống nhất hết nền trắng nền phải chữ Đúng đen rồi. này thì cái trong trong màu của các cái cạnh nó kết hợp nhau lắm trong xanh trong Cái này là không edit được này. Cái này làm sao đổi được màu nó? Cái này màu bên trong của nó đổi kiểu gì? Em ảnh không phải ảnh vẽ đấy Chẳng hiểu. Cái này là ai cần à? Cho nó mờ đi tí là nó sẽ khớp ngay. Đúng không? Đấy. Thì nó không chói quá. Tự nhiên có thằng này nó độc một mình nó ở giữa nó chói quá. Rồi, có cái ảnh này nó không khớp này, mình chỉnh cái ảnh này thôi. Đấy. Đúng không ạ? Đấy, kiểu kiểu vậy. Chủ nhiệm dự án là Nguyễn Quang Huy không phải là Cao Vương nhá anh. Chủ nhiệm dự án là thầy
Nguyễn Quang Huy, mình ghi rõ ràng vào đấy ạ. Sau đó mình ghi có một câu đấy là gì ạ, trong dự án, cuốn truyện nằm trong dự án ứng dụng vẽ truyện tranh, vẽ truyện truyện tranh AI cùng học viện AI, hay là của học viện AI đấy, hiểu chưa? Vâng. Rồi thế nhá, thì anh chỉnh lại một số cái bong bóng chữ này, màu thống nhất nhá. Thứ nhất này, màu thống nhất. Thứ hai là phông thống nhất. Anh viết chữ thường cũng được, không sao nhá, nhưng mà nó phải thống nhất về phông chữ, về màu, và kể cả cái độ transparent này, nó phải thống nhất, được chưa? Nếu như mà đã là gì ạ, đã là có khung thì tất cả đều có khung, không phải có chỗ có khung với chỗ không anh nhá. À, khi mà có khung ấy thì tự nhiên là màu nó sẽ thống nhất thôi. Rồi. Dạ. Như thế thì chữ phông chữ thường hoặc in hoa đều được thầy. Thường in hoa đều được, miễn là sao nó dễ đọc. Nhưng mà em theo em thấy là đa phần là mọi người sử dụng chữ in hoa, thì anh cứ tham khảo nhé. Đấy, em cũng không quá là yêu cầu mọi người là phải theo một cái phong cách nào cả, bởi vì nó có thể có nhiều phong cách khác nhau. Dạ. Rồi, ok. Thì đấy là phần của anh Khoa đấy. Nói chung đấy, cái phần tinh chỉnh này là cũng mất thời gian phết đấy. Dạ, thay mặt nhóm rất cảm ơn thầy. Thầy có những sửa về chuyên môn rất là tốt để giúp cho nhóm, và thứ nhất là cũng về để nhận thức được và học hỏi rất là nhiều vấn đề. Rồi nhóm sẽ tiếp tục tinh chỉnh để gửi thầy sản phẩm. Rồi, ok, cảm ơn anh Khoa. Rồi, tiếp theo đến nhóm nào đây? Nhóm em Hạnh. Đây này. Cho uống miếng nước đã, đau đầu quá. Làm cái tinh chỉnh này là test cả mắt luôn. Rồi, anh chị em thử comment xem này, là mình có học được cái điều gì từ cái việc tinh chỉnh này không? Thực ra tinh chỉnh nó mất thời gian đấy, là vì sao ạ? Vì ngay từ đầu ấy là mình không có một cái gọi là phong cách, mình không có một cái phong cách nó xuyên suốt, cho nên là mình mới bị cái trường hợp như vậy, đúng không ạ? Chứ còn nếu như mà mình đã ở trong đầu của mình ấy, là mình đã có cho mình một cái phong cách, mình có cho mình một cái tông màu rồi ấy, thì tất cả nó cứ gì ạ? Automatic nó đúng ở cái tông màu đấy thôi, đúng không ạ? Nó rất là nhanh. Khi mà mình đã thống nhất ra một cái tông màu, à ví dụ như là cái chuyện của Huy á, là Huy tạo ra cái hình ảnh nhân vật ấy với một cái tông màu đó là vintage. Vintage thì vintage tức là nó mang theo cái cổ điển, đúng không ạ? Thì cái chuyện về lịch sử bao giờ cũng thế, nó cũng sẽ có cái hơi hướng gọi là cổ điển một chút. Đấy, cho nên là mình đã có trong đầu mình đã có sẵn cái màu cổ điển rồi, cho nên tất cả cái nhân vật của mình khi mà thiết kế là mình thiết kế, mình đưa vào cái từ vintage một phát, tự nhiên nó ra đúng cái màu đấy luôn, đúng không ạ? Cho nên là gì ạ, nhóm anh Khoa có một cái điểm rất hay, đấy là có bốn người vẽ, nhưng bốn ông vẽ bốn phong cách khác nhau, cho nên là lúc mà vào tinh chỉnh nó mới khó. Còn Huy có một phong cách thôi và một người vẽ thôi, nó Huy cứ gì ạ, cứ tèn cứ thế ra là ra cái nào là chuẩn cái đấy. Anh em hiểu chỗ này không ạ? Bốn người vẽ thì rất hay, nhưng mà mỗi ông vẽ một phong cách, mỗi ông vẽ một kiểu, xong rồi mỗi ông lại có một câu lệnh khác nhau. Đấy, để mà đúng ra là như này này, là một ông đưa ra một cái thiết kế nhân vật chính, thiết kế nhân vật chính nó có một cái phong cách riêng, sau đó là mình copy câu lệnh đấy cho mọi người. Bây giờ mọi người sử dụng
cái câu lệnh đấy để mà thiết kế, kể cả thiết kế xe tăng hay là thiết kế là dạng quân địch hay là quân ta, thì bao giờ cũng đưa đưa giúp tôi mấy từ khóa này vào, ví dụ như là vintage, image đấy, kiểu kiểu vậy, thì ngay lập tức nó ra cái tông màu đúng luôn. Anh chị em hiểu thế này không ạ? Khi mà mình làm việc nhóm với nhau ấy là mình phải có sự thống nhất với nhau về cái gọi là phong cách, thống nhất về phong cách nhá. Úi rồi, cô Nguyễn Như Mai này, cô ấy gọi là thích nốt là giỏi chưa? Đấy. Năm, đất nước, tỉnh, gia đình, bối cảnh, hài hòa, tên đầy đủ. Rồi, truyện tranh viết hoa cùng một phông chữ, bong bóng chữ màu trắng thống nhất, trình bày từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Vẽ cận cảnh, lấy chân hoặc tay, đúng rồi. Không cần mặt nếu khó quá, đúng rồi. Filter màu cùng tông nhau khớp với khung hình, hài hòa. Chỉnh nhân vật mờ hơn một chút để bức tranh tổng thể hài hòa. Vào Adjust Brightness chỉnh nhân vật cho tối đi phù hợp với tông nền. Ví dụ xanh tối sửa trong Edit. Đấy, hay quá. Để ý bức tranh thấy tay bị xoắn vai thì kéo lên để không bị phát hiện. Rồi, ok, cảm ơn bạn Mai nhé, đã có cái phần giới thiệu rất là chi tiết luôn, phần tổng kết rất chi tiết, đúng không ạ? Rồi, đã tuyệt vời. Giờ đến chuyện của ai đây nhỉ? Để Huy xem mà ai gửi cho Huy rồi. À. Rồi, câu chuyện của bạn Sơn nhé. Dạ, cảm ơn thầy. Chuyện này không có bìa à? À, cái bìa em bỏ bên trang khác này. Để em xem. Ok. Rồi, sao mình không ghép vào đây? Không ghép vào đây em. làm luôn. Dạ rồi, để em bỏ về. Rồi. Cái câu đầu tiên là bặc, không giới thiệu về bối cảnh luôn, không giới thiệu nhân vật, không giới thiệu bối cảnh luôn. Đến trang này thì bắt đầu mới thấy, à đây, An ơi, Bình ơi, đây giới thiệu nhân vật chỗ này. Đấy, giới thiệu nhân vật chỗ này rất là khéo nha anh chị em nha. Đấy là mình không cần phải giới thiệu đây là Bình, đây là An, mà dựa vào câu nói của mẹ. Đấy, cô này thì cô ấy giới thiệu mẹ, đây cô này là mẹ của hai người này. Và mẹ thì giới thiệu đây là Bình và đây là An. Không biết là An là nam hay là nữ, Bình là nam hay nữ không biết. Mai là ai không biết. Rồi. Đến căn hầm thận trọng xung quanh. Mai cố giữ bình tĩnh. Đấy, cái đoạn này chỉnh lại một tí này. Cái này mình cho xuống thấp xuống một tí. Vì sao nhỉ? Nhắm. Nhắm.
không phải nhóm. Nó bị vào 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 nền à. Nó phải nhóm. Cái khung này này. Cái khung khung bong bóng này này là nó mặc định luôn à? Khung bong bóng này mặc định. Nó group có thể Hả? nó group lại Group đâu? Có group đâu? em group rồi nó nhỏ lại thôi. Cái thằng này chưa chưa xóa đâu, xóa 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 nền này, xóa nền cho cậu bé đi này, đúng không? Xóa rồi mình sẽ nó nhảy mà. Dạ. Chưa xóa, hôm trước cũng thấy chưa xóa, hôm trước xem cũng chưa xóa. Đây cái này là không bị này, Dạ. còn cái thằng trên này nó bị này, mà không thấy nhóm ở đâu cả. Nhóm bình thường nó cũng như... À đây, group đây. Rồi. Đấy. Rồi. Đây, cho bé lại, cho xuống dưới một tí. Cho chữ này bé lại một tí. Nha. Không chữ to Dạ. quá. Rồi, cái này đưa xuống. Mình để cái bóng nó hơi nhiều. Mình để cái bóng nó hơi nhiều. Mình để cái bóng nó hơi nhiều. Mấy cái này á, mấy cái ảnh này này, một này, hai này, hai cái ảnh này này, nếu mà Dạ. được ấy thì mình upscale nó lên, nó hơi mờ giữa thằng này với thằng này, nó hơi mờ Dạ. nhá. Upscale nó lên đã nhá, xong rồi nhét vào upscale chỉ cần x2 thôi là được. Dạ. Rồi hai cái thằng này là chưa sửa này, hai cái đằng giống nhau này, hai câu này giống nhau là chưa sửa này, đúng chưa? Còn Ồ, mình dạ. đi qua bùm 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 thì nó phải nằm ở chỗ này, nó phải bùm bùm, nó phải nằm ở chỗ này. Dạ. Chết chết. Bùm bùm nó phải nằm chỗ này. Đấy, đúng không? Dạ. À, chỗ này là Mai Trấn An bọn trẻ. Bị Đấy, cái đoạn này thì lại là chữ thường à? Cho chữ mình hoạt. chưa sửa. Dạ. Còn chỗ này thì mình viết cái đoạn khác. Dạ. Chữ to là chấn động căn hầm. Chỗ này mình có thể ghi là chim chóc bay toán loạn chẳng hạn thế. Dạ. Chim chóc.
bay toán loạn, tiếng động lớn, tiếng động lớn làm đấy, nhiều khi kịch bản nó phải sửa theo hình, có cái hình đấy nó phải sửa cho chữ nhỏ đi một tí nhé, đừng to quá. Ok, cái bong bóng chữ này này mình cũng nên thống nhất một cái phong cách, một cái style thôi, hai style nó khác nhau này, một cái style thôi, nó có thể chéo, có thể xuống dưới, sang ngang, sang trái, nhưng mà nó nên một style thôi. Cái style này thì nó hơi 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 3D một tí, còn style này thì nó phẳng đấy, thì mình nên thống nhất một style thôi thì nó sẽ hay hơn. Cái cô này là với cô này là nó bị lệch nhau này, thì cái cô này mình chỉnh cái tông màu nó hơi xanh hơn một tí nữa, nó sẽ xanh hơn một tí nữa, nó mướt hơn một tí nữa. Nó hơi xanh lá cây, nó hơi ám xanh lá cây một tí. Cái này không chỉnh được thì mình vào đây mình chỉnh. Đấy, cho nó cái cô này với cô này này, với hai cô này này. Đấy, nó khớp hơn một tí. Nhá. Đấy, nó cũng màu nó hơi nâu nâu như này. Nếu mà nó có sẵn cái màu đấy được rồi thì tốt. Nhưng mà nó không có sẵn thì mình phải tinh chỉnh thêm. Đấy, bên này thì nó đang chưa có cái màu nào sẵn như thế. Đấy, thêm cái màu này xong rồi mình lại chỉnh giảm bớt đi. Tương đối. Tương đối thôi, nhưng mà cũng về cơ bản là mình phải làm sao cho nó khớp, các cái hình ảnh nó phải khớp với nhau. Cái thằng này nó cầm cái ngọn nến hay sao ấy, chứ phải đèn pin đâu. Hai cái đèn pin này nó khác nhau này, Mic chưa được hết này, đèn này. chưa được. Rồi đây, dễ cực, đưa này vào đây được chưa, À dạ. được chưa, này đưa vào đây hợp lý chưa, Hay. đúng không, Dạ cảm hợp lý ngay, hiểu gì đâu, không có ai ơn soi nữa, chẳng có ai thầy. soi nữa, Hợp lý. đúng chưa. Dạ. Đấy, rồi cái đoạn này thì làm sao để mình không cần phải giải thích thêm. Viết cho viết hoa lên.
Đó. Đấy, cho nhỏ đi một tí. Làm sao để chữ nó phải vừa bên trong cái khuôn khổ, đừng để nó thò ra. Và để cân vào giữa. Đúng. Cơ bản là cái vẽ của mình khá là tốt đấy. Vẽ để mà trườn bò toài như này là không hề dễ tí nào đâu. Bằng màu hoài thôi, em với bằng hồng Em vẽ hay là Hồng vẽ? cả hai vẽ chia nhân vật ra vẽ. À, đúng rồi. Sau đó dùng cái lệnh nhân bản liên tục với thầy. Đó. Đấy, cho con bé nó ôm úp mặt vào mẹ, mặt mẹ nó luôn. Dạ. Thôi cái mắt được. Chỗ này cũng vẽ hai nhân vật mà ôm, đúng là ôm mít không được. Mình phải có mẹo thôi. Để Dạ. cho nó sát vào đây này, đấy. Được nữa thì cho cái tay ôm ôm đầu nó hoặc là lấy lên vai nó này. Chung là có thực hành rồi mới ra nhiều cái kinh nghiệm. Đúng rồi, phải thực hành nha. Cái đoạn này cũng khá là tốt, cái đoạn này khá tốt. Cái đoạn này làm sao mà mình căn cho cái viên bi nó bé hơn tí nữa, viên bi này hơi to. Nhà Viên bi nó chỉ thế này thôi, được chưa? Cầm tay trái thầy, cái này không thấy được.
đang cầm sao? tay phải thì bỏ bên tay trái, Đây là tay trái, tay phải. tay phải thầy, Đây là tay tay phải. phải Thì tay phải đây, nãy giờ vẫn đang cầm tay phải đây. ôm xuống dưới thầy thì bỏ tay trái. Thì tay phải, trái chuyển sang tay phải mấy hồi. À, Đây, chuyển sang tay phải đây, được chưa? Được chưa? Xong rồi là đoạn này thì mình ghi là gì ạ? Lấy sức chuẩn bị ném. Đấy ạ. Đấy, các đưa xuống dưới này. Nín thở. Nín thở. Lấy hơi. Chuẩn bị ném. Chuẩn bị ném. Đấy, kiểu kiểu vậy. Cái này ở xa mà nó bé, cho bé bé này thôi. Được chưa? Đấy. Để cho thằng này nó màu nó hơi xanh xanh một tí, nó bị ám xanh bởi cái khu rừng ấy, bởi cái nền cảnh ấy. Cây có thằng nào hơi xanh lá cây một tí đấy nha. Ẩn ẩn đi nè. Anh ẩn nó đi một tí. Nó chỗ này lại sang màu đỏ, xong lại phông chữ khác. Cái đó định cho nó nổi lên. Vì từ đầu đến giờ là cũng không thấy cái chữ phông chữ đấy, đoạn này cũng không có cái phông chữ đấy, tự nhiên đoạn đấy lại bùm bùm ở đây cũng là chữ đen thôi này. À đây cũng đùng đùng đoàn đoàn cũng là chữ đỏ này. Ok được rồi, không sao. Cái này mình muốn nó đọc cái này trước thì mình nên để nó sang bên này. Những đoạn dẫn là thường là mình muốn nó đọc trước. Cái đoạn này thì không có lời dẫn gì này. Cậu bé với cả cô bé này không có lời dẫn gì này. Đấy. Cái thứ hai nữa là cái màu cái này nó không hợp này. Màu nó chưa được khớp này. Đấy. Em muốn chỗ đó là em muốn cả tả là cái tâm trạng của hai bạn nhỏ lúc mà anh nhìn mẹ đó. Thì có thể là gì ạ? Là sự hồi hộp, sự lo lắng đó. Sự hồi hộp, sự lo lắng ở trẻ con đó, khi mà mẹ ấy thì mình đưa thêm lời dẫn vào đây nhá. Đưa thêm lời dẫn ở đây là hai đứa con này thì nó lo lắng như nào, nó hồi hộp như nào. Đấy. Đấy. Ví dụ như là nhìn thấy mẹ xông vào
đánh túi bụi vào đầu tên Mỹ chẳng hạn, đâu phải một phát phụ nữ một phát mà đàn ông ngất ngay ở đâu, nó là mẹ lính đặc công, nó là lính Mỹ, nó phải là một cùi chỏ mà nó ngất ngay ở đâu, phải nhảy vào ánh nó mẹ 7-7 49 hiệp Dạ, nhận chỗ đây mà hầu còn tôi ý là cũng thêm nữa mà em nói thôi bớt bạo lực, em nghĩ là tao bớt bạo lực đi. À không, bớt bạo lực nhưng mà mình diễn tả dựa trên cái góc nhìn của trẻ con ấy. Đó. Đấy, ví dụ như là An nhìn thấy mẹ giật súng của tên Mỹ và tên Mỹ đánh trả mẹ, cậu rất lo lắng kiểu kiểu vậy. Xong đó Bình lại bảo là Bình lại nhìn thấy là gì ạ? À, Bình thấy mẹ đạp vào mặt tên Mỹ và hất khẩu súng của nó đi. Đấy, kiểu kiểu vậy. Bình nhìn thấy, An nhìn thấy. Đúng không? Thay vì mình vẽ khó, mình diễn tả nó bạo lực thì mình diễn tả bằng cái lời cái gọi là cái suy nghĩ của trẻ con hợp lý luôn. Dạ, Đúng em không? Đấy nhá, ví dụ như thế này nhá. Đây. Đấy. An thấy mẹ lao vào đạp lao đến đạp vào mặt tên lính Mỹ khiến hắn kêu lên đau đớn đấy. Đấy, kiểu kiểu vậy. Thấy chưa? Đấy, xong rồi lại đến đoạn Bình. Đấy, Bình thấy. Đấy. Bình thấy tên Mỹ hất tay đánh vào bụng mẹ đấy, nhưng hất báng súng vào bụng mẹ, nhưng mẹ Mai đã nhanh chóng thoát được và đang đòn. đạp thêm thêm một cú nữa gọi là chí mạng, không hoặc là thêm một cú nữa đấy, thế thôi đấy. Thế là mình diễn tả cái trận đánh dựa trên cái góc nhìn của bọn trẻ Dạ. thì Hay. nó không phải vẽ thêm hình nữa, nhưng mà Có góc nhìn của mấy bạn. nó vẫn vẫn có cái sự hồi hộp không đấy, diễn tả trận đánh dựa trên cái mặt căng thẳng của đứa trẻ rất hay đấy. Và cuối cùng thì kết quả là gì ạ? Á đấy đấy, sau đó là giật khẩu súng đúng chưa, tránh được là nó dùng súng nó đập vào bụng nha, đấy, đúng không, vừa né được nha, xong lại đạp nó một quả nha, xong lại tay giật khẩu súng nha, đấy, hợp lý chưa đấy, và bắn lại chấm cái và bắn về phía tên lướng và bắn bắn về phía tên bắn Mai nhanh chóng giật khẩu súng của tên lính chấm và có dấu chấm ở đây và bắn hắn trọng thương và bắn hắn trọng thương, thế được rồi đúng không? Đấy, và lúc này thì sao ạ? Lúc này thì An cảm thấy gì ạ? Thở phào đấy. Đấy. An thở phào nhẹ nhõm vì mẹ đã kiểm soát
được tình hình, đúng không? Đấy. Đấy, coi như là kết quả trận đánh là mình đã gọi là chiến thắng đấy, kiểu kiểu vậy. Đùng. Cốt đoạn đùng này là cái gì đấy? Thì lúc mà bắn đó. Ừ, bắn thì nó ở bên trên rồi, xuống dưới này mới kêu nên là chậm quá. Sao bên trên này nó có mà kéo lên đây nó mất. À. Chưa, nó phải đánh trên này chứ. Đấy, ở dưới này thì mình ghi là gì ạ? Tên Mỹ dân lên đau đớn. Dạ. Tên lính Mỹ dân lên đau đớn đó. Rồi. Mai biết tiếng súng sẽ làm giặc chú ý nên nhanh chóng ôm bé Mai đau đớn và ngất tại chỗ. Nó phải ngất chứ không thì đấy, và ngất tại chỗ đấy. Nó ngất rồi thì mình mới chạy vào hầm, nhưng nó còn sống, nó còn tỉnh, nó chạy vào hầm thì bọn kia nó đến nó chỉ điểm xong hết thì còn trốn làm sao được nữa, đúng không? Mai biết tiếng súng sẽ làm giặc chú ý nên nhanh chóng ôm bé An, bé Bình và An quay trở lại nơi hầm trú ẩn dưới hầm. Quay trở lại nơi trú ẩn dưới hầm. Đấy, chỗ này thì mình ghi là vào hầm mau. Đấy, các con nhá. Chỗ này mình ghi là cái đường này là khó xử lý nhất, tại vì nó liên quan tới bạo lực nên là phải xử lý ngọt quá. Để mà tìm. Nên là nhiều nhiều hình nhưng cần để trống là cho là chưa xử lý được. cái tay này nó lại bị vướng đây. Đấy. Được chưa? Dạ. Rồi. Cái vào đây nào. Ở đây thực chất nó còn một cái lời dẫn nữa thầy. Đúng rồi, chỗ này Thì lúc là trong hầm, nhưng mà ở bên ngoài thì quân lính nó cũng đã kéo đến và hai bên đang đánh nhau. Đó. đúng Ok rồi nhé. Dạ. đoạn này mình cũng phải có lời dẫn này nhé. Dạ. Dạ. Đoạn này mình cũng phải có lời dẫn này. Đây là lời dẫn là bọn bọn lính Mỹ, đúng không? Dạ. Bọn lính Mỹ, thấy tiếng súng chạy đến, chúng điên tiết lùng sục khi thấy đồng đội của chúng bị bắn, đúng không? Đấy, nó càng nguy hiểm hơn, càng căng thẳng hơn, nhưng mà Cái may này quá. là À, may quá bất là thủy có quân ta. Dạ. may quá quân ta xuất hiện, gọi là có cứu binh, đúng không? Dạ, đấy. Đấy, thì nó lại tạo ra một cái
căng thẳng nữa đúng không? Đó. Rất may đấy. Rất may mắn. Rất may. Đó. Ngay lúc đó bộ đội chúng ta đã gì ạ? Đã gì ạ? Ập đến và giao tranh nổ ra rất ác liệt. Đúng không? Cái đoạn này là cô bé này là đang vào đến đây mà vẫn đang háo hức này. Đến đoạn này nó chưa chưa háo hức được, đoạn này là phải đang lo lắng, đúng không? Cái đoạn này lo lắng, đến đoạn này bắt đầu mặt nó tươi tỉnh này thì nó lại bị ngược này, đúng không? Chỗ này đã thoát đâu, vừa mới xuống hầm còn lính còn đang dò bên ngoài mà, đúng không? Đấy, cho nên là đoạn này đấy là phải kéo lên trên. Đấy, đoạn này phải đưa lên trên này. Đấy. Đoạn này thì đưa xuống dưới này. Đoạn này đưa lên trên này. Chúng ta an toàn rồi, các con chịu khó thêm chút nữa nhé, mẹ sẽ tất cả bảo vệ các con. Đấy, thì lúc này thì bé 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 Bình sẽ thể hiện là rất là lo lắng. Đấy, rất là lo lắng. Con sợ quá. Bọn chúng tìm thấy hầm của mình thì sao? Đúng không? Tạo thêm cái kịch tính. Đấy, tạo thêm kịch tính. Được chưa? Với cái mặt này nó mặt đang 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 buồn mà. Đấy. Rồi, vào hầm vừa mới chui vào hầm nữa còn đang hồi hộp, đang lo lắng. Đấy. Thì cái đoạn này mình cũng đổi này. Cho cậu bé này lên trên này. Cậu bé này cho xuống dưới này. Đấy. Được chưa? Thì chỗ này nha, mình sẽ cho như này. Mở cửa hàng vào lúc 7 chiều. Đi mua mực đi bố. Đợi bố tí, bố đang bận. Nhanh lên ạ. Đợi bố tí, bố đang bận. Không ạ. Em đang phải lên chuột sỉnh đây này. Đi nhớ. Đầu tiên là không nhìn rõ chứ. Thứ hai là không nhìn thấy chữ. Thứ ba, Bố biết rồi, bố biết rồi. Tí nữa xong bố sẽ đi tìm. đúng rồi, bây giờ đi tìm đi. Đợi bố một tí, 10 phút nữa. 10 phút nữa rồi 10 phút đâu? nữa, xong bố sẽ sửa cho con nha. Chị nên nói phải có sửa trả cái máy in nữa Bố bây biết giờ rồi, in. 10 phút nữa bố sẽ đi sửa, đi ra ngoài đóng cửa cho bố. Đấy. Đấy thì cái chỗ này thì An sẽ động viên em. Đấy, bảo là em yên tâm đi. Đấy, bọn chúng sẽ không tìm ra đâu. Đấy. Người động viên em, đó, được chưa? Với cái mặt này là mặt động viên này, mặt này không phải mặt sợ. Đúng chưa? Đấy. Rồi, đến đây ấy thì mình bảo là gì ạ?
Đấy, mình ở đây mình sẽ nói rằng là Trấn An và Mai, Trấn An thì rất hiểu chuyện đấy, đấy đúng không? Còn đến đoạn này ấy, thì mình sẽ nói rằng là gì ạ? Đây, đến đoạn này, đấy, đoạn này thì bắt đầu là hí hửng này. Đấy, Yeah. thì đoạn này bắt đầu hí hửng này, mặt tươi này, thấy chưa? Rồi, phù may quá, có các chú bộ đội đến cứu mình rồi mẹ. Mẹ, đấy, mình thể hiện rằng là là gọi là bộ đội con mình đã đến gọi là viện binh đúng không? Dạ. Đấy. Đấy. Lúc này An cũng nói hoan hô, hoan hô, đấy, chúng ta được cứu rồi. Đấy, kiểu kiểu vậy đúng không? Trong cái động tác của nó đang nói cái gì đấy. Đấy. Rồi. Nhờ ba truyền động lực nên em rất mạnh mẽ. Cái đoạn này thì mình không cần phải ấy nữa. Đoạn này thì mình chỉ cần đưa vào thế này thôi. Nhá. Ừ. Yeah. Cái này mà nếu có thể thì mình dùng cái frame này. Dùng cái frame này thì nó sẽ đẹp hơn này. Đấy. Đấy, trông nó mượt hơn không? Hay nữa. Dạ. Đấy. Trông nó mượt Dạ. hơn. Đấy. Nó không 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 bị thô nữa. Dạ. Không còn biết sợ là gì nữa. Cậu như một anh hùng thôi, không phải anh hùng nhí là người khác gọi, còn cậu như một anh hùng dũng cảm vượt qua nỗi sợ. Chứ còn không biết sợ là cũng chết đấy nhá. Không biết sợ lao ra, súng nó đang ở mầm mầm cứ lao ra mà là chết đấy. Cái người dũng cảm không phải người không biết sợ, mà cái người dũng cảm là cái người biết kiểm soát nỗi sợ. Hay quá, rất nhiều bong bóng gửi cho anh chị em. Đây cái đoạn này. Đoạn này tương tự như vậy này. Cái đoạn này là nháp thôi đúng không? Dạ cũng ấy luôn đó thầy. Cái này có không? Đó thầy. Cái này có thì cho này vào. Cho này vào đây. Được chưa? Ừ.
Cái này là cái hình này nó không khớp đâu nó này. Mình sẽ dùng mấy cái hình bên trên đấy. Cái hình này nó không khớp lắm nhá. Bên trên có nhiều hình mình dùng lại được, không nhất thiết là mỗi một cái đâu. Nhiều hình trên này đẹp lắm, nhiều hình trên này mình dùng lại được nhá. Nhìn những cái khung cái phần này thì em đang nói về cái biết ơn của bạn đó thầy. Dạ. Thì biết ơn thì ok rồi. Nhưng mà vấn đề là cái hình ấy nó phải khớp. Cái hình nó phải khớp. Cái hình này liên quan thì không. Nếu mà không liên quan thì mình nên có lời dẫn ở trong cái hình này. Dạ, đến thêm lời dẫn. Thêm lời dẫn ở trong hình này. Và thêm cái trang cuối được nha. Dạ. Thêm cái trang cuối, ví dụ như trang cuối vừa rồi của cái anh ấy chẳng hạn, thì nó sẽ có cái phần trang cuối. Đấy là ví dụ như là cuốn truyện này là viết là để tặng cho ai, hoặc là mục tiêu cuốn truyện này là vì cái điều gì, đúng không? Đấy, sau đó là tác giả, mình nói tác giả là ai. Đó, sau đó là ví dụ như là người mà kịch bản này và là cái gì đấy, Lê Văn Sơn đúng không? Trần Tấn Sơn đúng không? Đấy, còn vẽ hình minh họa là Trần Tấn Sơn cộng với cả Thu Hồng kiểu kiểu vậy. Đấy. Đấy thì bên dưới thì mình ghi là chủ nhiệm dự án là thầy Nguyễn Quang Huy và nằm trong dự án vẽ truyện tranh AI, ứng dụng truyện ứng dụng AI trong chuyện, vẽ truyện tranh, hoặc là dự án vẽ truyện tranh AI của Học viện AI, đấy kiểu kiểu vậy. Được chưa? Nha. Em có gửi thầy cái ảnh bìa, thầy xem giúp em ảnh bìa luôn. Em add luôn vào đây, anh nhận được luôn mà. Em sửa trực tiếp luôn, em sửa trực tiếp luôn trên máy của em là anh nhận thấy luôn mà. Nãy giờ anh sửa trên file của em là em đã nhìn thấy rồi, nhìn thấy sự thay đổi luôn mà. Anh sửa trực tiếp trên file của em mà. Dạ. Em không, những cái nào mà anh sửa rồi em không phải sửa lại nữa, bởi vì là anh sửa trực tiếp trên file của em rồi nhá. Dạ. Tức là mình làm cùng với nhau rồi. Em kiểm tra xem trên cái file của em nó đã có sự thay đổi chưa, nó đã sửa chưa, chỉnh không? Đây này. Có lần này. Có chỉnh không? Dạ có. Có sửa rồi đúng không? Dạ. Đấy, ví dụ thế. Ví dụ như là đây này, mình có thể là gì ạ? Mình có thể thêm người vào đây này. Đấy, mình có thể add thêm người vào đây này. Đó. Nhá. Rồi. Ok nhá. Dạ. Rồi, anh chị em đã biết cách chỉnh chưa ạ? Hiểu cách chỉnh chưa ạ? Anh chị em thấy chỉnh như vậy có ok không? Có hay không? Thì mình phải dựa trên cái tranh ấy. Mình dựa trên cái tranh, cái sắc mặt, rồi cái hình ảnh. Bởi vì là đôi khi ấy, cái kịch bản của mình như vậy, nhưng mà mình vẽ nó không ra, nó lại ra cái thứ khác. Thì lúc mà mình vào cái câu chuyện ấy, thì mình phải dựa trên cái hình ảnh mà mình có, để mà mình khớp với cả cái hình ảnh đấy, khớp với câu chuyện đấy, để làm sao ạ, khi mà đọc ấy nó mượt, đọc nó từ đầu đến cuối nghe nó rất là hợp. Chứ còn đừng có stick, đừng có cứng với cả cái kịch bản. Kịch bản là ok rồi, nhưng khi mà mình ghép, mình tinh chỉnh ấy, là kịch bản mình hoàn toàn có thể là thêm bớt, thay đổi những cái lời dẫn, rồi là những cái câu từ ấy, thì nó phù hợp với cái mạch, cả cái mạch cái câu chuyện, gọi là cái kết quả cuối cùng ấy. Đấy, cho nên là kịch bản là rất hay, nhưng vẫn cần phải tinh chỉnh, vẫn cần phải sửa, sửa cả kịch bản, sửa cả hình ảnh, đúng không ạ? Rồi, anh chị em thấy sao ạ? Ngày hôm nay anh chị em có học được điều gì không ạ? Rồi, các cái câu chuyện khác thì anh chị em tương tự như vậy nhé.
tương tự như vậy là chỉnh sửa tiếp nhé, đúng không ạ? Tương tự như vậy mình chỉnh sửa tiếp nhé. Thế còn bây giờ thì Huy cũng có việc bận rồi, bây giờ chỉnh nữa thì mất thời gian lắm. Riêng cái việc tinh chỉnh này anh chị em phải phải mất thời gian, phải ngồi mò, ngồi dò từng ly tí một đấy, gọi là bới lông tìm vết, và mình phải tinh, mình phải gọi là tinh tế, mình phải để ý và khắt khe hơn một chút. Mình phải khắt khe hơn với chính mình. Thì khi mà mình khắt khe thì làm sao ạ? Thì những người khác họ sẽ gọi là được mắt ta ra mắt người, anh chị em ạ. Đúng không ạ? Được mắt ta ra mắt người nhá. Rồi, mai gửi vào trong nhóm giúp anh nhá. Rất tuyệt vời. Và thêm một cái điều nữa đó là anh chị em chúng ta hãy bắt đầu truyền thông mạnh mẽ hơn. Ở đây thì Huy tuyên dương hai bạn, đấy là bạn Nguyễn Như Mai và bạn bạn Huệ. Có một bạn nữa, Huế hay Huệ gì? À, Lưu Thị Thu Hà. Đấy, Lưu Thị Thu Hà và Nguyễn Như Mai đang là hai người truyền thông rất là tốt. Đấy, các bạn ấy vào trong các nhóm này, trong các cái hội nhóm này, xong các bạn là gửi vào đó này, làm việc với admin này, xin admin đăng bài này. Đấy, thì các bạn đang làm rất tốt. Và anh chị em chúng ta cũng vậy nha. Mỗi khi mà chúng ta gửi vào đâu đó, hoặc là chúng ta gửi lên trang cá nhân của mình thôi, thì chúng ta hãy chụp ảnh hoặc là gửi link vào trong nhóm. Và khi mà anh chị em thấy có ai gửi link vào trong nhóm ấy, thì mình nhấn vào cái link đó, sau đó mình vào mình tương tác, mình ủng hộ cho tác giả, ủng hộ cho gọi là đồng đội của mình, được không anh chị em? Anh chị em đồng ý không ạ? Khi mà có ai đó họ truyền thông, họ gửi link vào trong nhóm, thì chúng ta hãy tương tác ủng hộ cho đồng đội của mình nhá. Để làm gì ạ? Để mà nó lan tỏa đi nhanh hơn, để nhiều người biết đến hơn. Đấy, một cái dự án rất là nhân văn, rất là hay, rất là đặc biệt. Đấy, và thể hiện rằng là một cái người không hề biết vẽ tranh, chưa vẽ truyện tranh bao giờ, nhưng vẫn có thể tạo ra những tác phẩm mà rất là thú vị. Và hầu hết là Huy thấy những cái phản hồi của những cái người đọc ấy, thì họ đều rất là khen. Mặc dù là cái tác phẩm của chúng ta nó không phải là chuyên nghiệp, chúng ta phải công nhận rằng là tác phẩm của chúng ta không phải là tác phẩm của một họa sĩ chuyên nghiệp, nhưng chúng ta đã nhận được những lời khen. Cái điều này là cái điều mà một cái lời động viên rất là quý báu cho tất cả chúng ta, đúng không ạ? Nha, cho nên là Huy rất là mong muốn anh chị em hãy truyền thông mạnh hơn nữa và tương tác mạnh hơn nữa. Và những cái câu chuyện, những cái cuốn truyện mà chúng ta còn dang dở hoặc chúng ta còn chưa chỉnh sửa một cách chi tiết, thì chúng ta hãy dành thời gian để chúng ta chỉnh sửa chi tiết đi. Sau đó là xuất ra file PDF, up lên trên cái trang là Anyflip hoặc là bất kể cái trang nào mà giúp cho chúng ta lật trang như này này, được chưa? Sau đó là gửi link cho Huy, thì Huy sẽ đưa vào trong cái tập này. Huy đưa vào cái này, đó là gì ạ? Đây, à không phải, nhầm. Rồi, Huy sẽ đưa vào trong cái landing page này, được chưa? Đấy. Đấy, dự án vẽ truyện tranh bằng AI vì cộng đồng mừng ngày giải phóng miền Nam 30 tháng 4, được chưa? Rồi, và Huy sẽ đưa vào đây những cái cuốn truyện nào hoàn thành ấy, Huy sẽ đưa vào đây, nó sẽ có tên này, đấy, sẽ có gì ạ, tác giả này, được chưa? Và tóm tắt cái câu chuyện này, đấy, độ dày này, đấy, và đọc truyện này, nhấn vào đây đọc truyện này, đúng không ạ? Nhá. Đấy, sau đó thì cái đoạn này thì đấy, có câu chuyện nào mà hoàn thành, hoàn thiện thì gửi đến đây. Thì cái này có một cái hay là gì ạ? Ví dụ nhá, ví dụ khi mà chúng ta truyền thông nhá, thì họ vào đây họ đọc hết một loạt được mấy câu chuyện luôn. Còn nếu mà chúng ta truyền thông từng câu chuyện một cũng tốt. Đấy, nhưng mà họ sẽ gì ạ? Họ sẽ đọc được một cuốn thôi. Nhưng ở đây ấy, họ sẽ đọc được cả những cái cuốn chuyện khác nữa. Thêm một cái nữa hay đấy là gì ạ? Nếu như mà chúng ta cập nhật một cái bản mới ấy, mà chúng ta đã gửi đi cho họ bản cũ rồi, đấy, thì nó cái bản đấy người ta lại đi lan truyền lung tung rồi, người ta lại dùng cái đường link đấy người ta đi lan truyền lung tung rồi,
thì làm sao ạ? Thì nó rất khó để mà mình sửa cái đường link đấy. Nhưng mà nếu mà mình chỉ dùng một cái đường link duy nhất này, là cái đường link này thôi, dự án chuyện tranh này thôi, được không ạ? Thì khi mà mình muốn sửa cái nội dung ấy, sửa cái phiên bản ấy, mình cập nhật phiên bản version 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 gì đó, thì họ chỉ nhấn vào đây họ đọc chuyện, thì họ được cập nhật cái link chuyện mới nhất. Anh chị em hiểu chỗ này không ạ? Nhá. Đấy, mình cứ cập nhật link chuyện xong mình gửi cho Huy, Huy lại cập nhật lên đây. Thì như vậy là gì ạ? Là chúng ta sẽ được cập nhật cái link chuyện mới nhất mà không cần phải thông báo lại những cái người họ đã lan truyền cái đường link. Như vậy chúng ta chỉ dùng một đường link thôi. Ok không anh chị em? Chỉ dùng một đường link thôi. Và các cái chuyện nào hoàn thành nó sẽ được cập nhật ở đây. Những cái người mà đọc lần đầu ấy thì họ chỉ xem được một hai chuyện thôi. Nhưng những người đọc lần sau ấy, những cái người mà được bấm vào về sau ấy, thì họ có thể đọc được nhiều hơn. Bởi vì sao ạ? Bởi vì mình liên tục mình cập nhật. Đấy ạ. Đấy, ở đây thì cũng có ghi cái mục tiêu của dự án, thì cũng giới thiệu thêm về cái dự án, đúng không ạ? Giới thiệu về các cái tác giả trong cái dự án. Đấy, giới thiệu về học viện AI. Đấy, đấy ạ. Và liên hệ. Đó. Ok không ạ? Nhá, anh chị em lưu ý cái phần truyền thông này nhá.